Ngói xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngói sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này diện tích 30m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, ngõ trước nhà ô tô vào với tận cửa, hướng nhà là hướng chính bắc. Căn nhà được thiết kế và xây mới hoàn toàn theo đúng như hiện trạng là căn nhà này. Quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh, trao tay. Với mặt tiền của ngôi nhà gần 4m, thiết kế rất là hiện đại. Tầng 1 của ngôi nhà, phần cửa chính thiết kế cho quý vị hai lớp cửa. Kia là đường ô tô tránh, đây là vị trí ngôi nhà. Căn nhà cách có một đường, một nhà là ra tới đường ô tô tránh. Tầng 1 thiết kế cho quý vị, cửa chính hai lớp, bên ngoài cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Tầng 1 chủ nhà thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đúng như hiện trạng là sáng mua, chiều về ở được ngay. Sổ đỏ, chuẩn chỉnh, trao tay, bàn giao nhà luôn. Theo đúng hiện trạng, nhà có sao thì bán như vậy. Đây là phần phòng khách, chủ nhà đã lắp đặt sẵn một bộ sofa, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, quạt trần. Về cơ bản, nhà này đã hoàn thiện xong 100%. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn, xây dựng riêng biệt từng căn, sổ đỏ riêng biệt từng căn. Quý vị sáng mua chiều về ở được ngay quý vị nhé. Đây là phần phòng khách, đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với không gian phòng bếp, tủ bếp thiết kế lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Tủ bếp thiết kế là tủ gỗ, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa lắp đặt xong hết rồi. Và ở phần tầng 1 thì có cửa sổ thoáng ở phần bếp. Phòng vệ sinh sử dụng công năng ở phần tầng 1 tương đối rộng và thoáng, đầy đủ thiết bị vệ sinh cũng như bồn cầu, máy bơm. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên các tầng thiết kế cho quý vị là gỗ. Ngăn cách cầu thang phòng khách là những cái gỗ CNC. Rồi là mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Xem ngôi nhà 4 tầng này thiết kế ra sao. Và Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2, ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng vệ sinh, một phòng ngủ. Phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên ngoài. Và đây là phần phòng ngủ của ngôi nhà. Phòng ngủ này thì chủ nhà thiết kế giường cho quý vị, rèm cửa đầy đủ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Với giường này 1m8, 2m, tương đối rộng và thoáng. Đó. Nói chung nhà có như thế nào thì em review cho quý vị là như vậy. Cửa sổ thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Ống chờ, dây chờ, đầu chờ, át chờ, điều hòa đều lắp đặt. Rồi cửa thông phòng thiết kế cho quý vị là cửa gỗ. Theo đúng hiện trạng là sáng mua, chiều về ở được ngay. Vị trí thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông sẽ phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Chương Mỹ, Quốc Oai, Đại Thành. Với cái căn nhà này thì đi ra tới cuối đường Tố Hữu, Lê Văn Lương nó chỉ khoảng tầm 2 cây, đi ra tới cầu Mai Lĩnh khoảng tầm 1,5 cây, phù hợp cả cho quý vị đi làm theo cái trục đường quốc lộ 6, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân và đi làm theo cung đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Phòng vệ sinh đầy đủ công năng, đầy đủ thiết bị sử dụng cho từng tầng. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng tiếp theo, tầng 3 của căn nhà này nhé. Và với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị tương tự như tầng 2, gồm một phòng vệ sinh, một phòng ngủ. Như vậy, với căn nhà này thiết kế công năng sử dụng cho quý vị lên trên phía tầng 3 là được hai phòng riêng. Đó. Hai phòng ngủ riêng rất rộng và thoáng. Trên phía tầng 3 là tổng 3 phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh được ốp gạch lên trên tới tận trần rất là sạch sẽ. Căn nhà này nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Nó cũng nằm ở trên mặt ngõ thông nha quý vị. Và mời quý vị theo lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và với tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà, trên tầng 4 chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy thoáng ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 4 thiết kế một phòng riêng. Phòng này quý vị có thể làm phòng thờ, phòng ngủ tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đó.
và phần còn lại sân phơi của ngôi nhà. Thì đây chính là phần sân phơi, tương đối rộng, thoáng, nói chung đáp ứng đầy đủ công năng. Giá bán em để cụ thể ở dưới phần bình luận, phần miêu tả cho quý vị. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết về ngôi nhà này cũng như là những ngôi nhà khác thuộc vị trí khác hiện tại với cái quỹ căn của nhà tốt tính đến ngày 14 tháng 8 năm 2024 thì căn thấp nhất hiện tại là có giá 1 tỷ 850 triệu, vị trí là thuộc Phụng Châu, Chương Mỹ và tất cả các khu vực lân cận. Mọi người liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế, chọn lựa cho gia đình mình những căn nhà ưng ý nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.